Hello, xin chào mọi người. Thì mọi người có thể thấy chúng ta có một vị tướng quân thiên kích ở đây. Không phải của tôi mà là của Mizuki á. Bạn cũng đang trong stream này. Thì bạn gửi ad cho mình để là mình làm 2.000 nhựa cho vị phay sao này và hy vọng có đồ ngon hơn cái đồ hiện tại ha. Nhưng mà tôi thấy hơi khó ấy. Cái vấn đề là cái này nó như vậy, cái này nó như vậy, cái này nó như vậy. Chỉ có mỗi cái giày á, tôi thấy giày có vẻ phay sao, nếu mà cầm team hoàn hảo thì phay sao đi giày tấn công sẽ ngon hơn cái giày này ha. Ừ, theo tôi thì vậy. Còn cái sát thương Nguyên Tố Phong này có thể nâng cấp. Nhưng mà cái này thì cũng hơi khó nâng cấp ha, cái sát thương bạo này cũng hơi khó nâng cấp. Nhưng mà đồ đồ vậy ngon rồi ha, cho nên chắc là kết thúc video thôi nào. Bye bye mọi người nhé. Giỡn giỡn giỡn. Nhưng mà cơ bản chúng ta có 69 bình ở đây và rất rất nhiều xác di vật để mà chúng ta trap trap đồ ha. Ở trên này cũng có sẵn 172 này với 747 sức mạnh khai phá dự bị này đó. Nên chúng ta sẽ farm hết cái đống này và hy vọng là chúng ta sẽ có đồ ngon hơn ha. Ok, let's go. Lần đầu tiên của chúng ta. Lần đầu tiên cũng hơi xíu xẻ nha. Lần này thì không có gì này. Ấy mà từ từ kính tấn công kích phá cũng được. Tấn công và tấn công kích phá đóm đóm phái điên phái khùng này. Giữ tạm à, giữ tạm à. Ấy tấn công tốc độ á, nếu nâng lên 4 có kích phá thì chơi được ha. Mình sẽ giữ nhưng mà mình không nâng cái đấy. Thương bạo là không này. Ê, được một cái này. Ok. Nãy giờ mới có một cái. Ok, lần này vẫn là cái này ngon này, tại sao vậy? Mình đâu có farm cho đóm đâu, giờ mình hết mình giờ farm cho phay sao thì ra đồ đóm rồi thế nào ấy. Quay. Lần này thì thì suy nghĩ được ha. Lên 4 được, lên 3 được, lên 3 được, cứ thử. Yêu cái này này dòng phụ tệ quá bỏ. Tại sao? Tại sao cho cái chính xác hiểu. Hai cái nón. Cái này giữ được ha. Ok. Nãy giờ chúng ta cái hình như cái này cái nón đầu tiên á. Cho nên là giữ đạm đi ha, giữ đạm. Hết 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 gì ta? Đó, hết đám đám này rồi đó. Ok, hết. Mizuki nói là số nhựa còn lại chúng ta sẽ bỏ cho hai cái bộ vị diện, ha. 1.200 nhựa còn lại thì chúng ta sẽ bỏ vào vị diện. Hoảng. Lôi à, để dành nha, ok. Cái này giữ được này, cái này mạnh này, ok. Mà đang không đúng mục đích cho video lắm. It's the biggest piece of dog shit. Trời ơi. Why? Không. Cho cái phong đi, phong nó buộc crit đi mà, một cái thôi. Ừ thì đúng là phong rồi đó, nhưng mà ở copy một xíu à, đừng 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 học học sạc thương bằng đâu, một cái tấn công đó, một crit thôi, là mơ một cái thôi đó, một cái thôi, một cái
Ê, nó giống cái hồi nãy cái của đang có này, Mizuki đang có này, nâng thử đi ha. Chứ tuyệt vọng lắm rồi. One time. Không tấn công mà giữ tạm ha. Cậu không. Cô Hibiko nó mạnh đi. Thăng sắc hương phục. Con Yuli này cũng hơi mạnh nha, con Yuli này cũng mạnh á. Ghê, hai cái dây này. Ồ, nâng được này, một có một cái nâng được rồi này. Cái này không. Đúng rồi, đồ đóm. Đây là đồ đóm nè, đó. Đó, tấn công kích phá luôn, ghê chưa. Bây giờ hai cái này tấn công kích phá là mạnh nè. Không, không phải tấn công kích phá này. Đó, tấn công kích phá thấy không? Đó, đó. Ok, giờ chúng ta nâng những thứ còn sót lại nè. Giờ nâng hết đám đám bình bình xét bộ 4 chứ đi ha. Bộ 4 chứ đi. Tốc độ này cũng ngon này, ok. Tốc độ ngon này. Cái thương bạo này, ok. Tỷ lệ bạo này ngon. Tốc độ cũng được, ok. Được. Trời ơi. I mean it's alright, like. Cái cuối cùng ráng vô nữa. Tấn công kích phá này, ê, có mùi không ngon lắm này. Cái tỷ lệ kích cũng được, hơi lô-rôn. Kháng hiệu ứng vô lần nè, thấy không hơn lắm hả? Kỳ hai kháng hiệu ứng hai lần này, chịu. Ừ, vô lần tấn công kích phá này, lần nữa là dục nha. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Let's go. 3 2 1 Rage. Được không? Vô gì? Oh my god. Vô gì? Cái tay ngon không? 1 2 3. Oh. Ok, cộng một đồ nhá. 3 2 1 Rage. Brother, what's that? Nhìn thấy hiệu ứng vậy. Ai ố gì mà. Tấn công flash này, bỏ qua này. Nó không đủ tốt so với lại cái hiện tại của Face Out rồi, nhưng mà thêm lần nữa coi được không. Ok, nó có thể cứu được nếu mà lần này nó vô all in nhá. Đó, à, thấy không, lúc mà mình đã xác định là không cho Face Out rồi thì nó vô này á. Thôi lại nè mọi người, like subscribe nhá, đừng ai dislike với lại unsubscribe nè. 3 2 1 Rage. Được không? Nghe. À, tôi thành hacker lúc nào không hay. Thôi nâng cái giờ thử nâng cái tác thương nguyên tố hỏa này đi ha. Coi nó gì, Himiko có đồ không? Cay lắm rồi. À, nó mỗi thứ dòng này, thôi nâng lên luôn đi. Ờ, à, đến đây gì Himiko cũng xài được luôn á. Ừ. Hay này, 10 điểm luôn. Hơi tiếc là nó không ngon được hơn cái ông hiện tại đang xài. Ừ. Farm cho Face Out Moselle tôi được tăng sức mạnh thì cũng mạnh đấy, cũng mạnh đấy. Ok rồi, tới lúc chúng ta cháp nè, tấn công không crit này, tốc độ một vòng này để lên 4 thử ha. Cái tấn công lại có tỷ lệ bạo này, từ từ
Wow. Oh, thì ra Bla-du-du. Ừ, áo cũng không cần lắm nhưng mà thử 5 lần thôi. Cái này thử 5 lần thôi. Đó, tấn công. Đi lại bảo kích. Tấn công kích phá này. Ồ, có một crit này. Ghê một cái dữ nè. Ồ. Ok, được cái này. Được hai cái rồi này. Không. Không. Ok, chuyển xíu qua cầu đi. Tử không. Phong này. Lên thử luôn đi ha. Phong nữa này, lên thử luôn đi. Ồ, có cái, có crit rồi này. 500 này, ok. Ok, 500 thì tạm thời chúng ta sẽ xài 5 5 cái kia thôi cho nó đỡ tiết kiệm tiết kiệm tài nguyên của Mizuki nhé. Ồ. 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 Ồ, mắt anh mắt em sáng, dáng em hiền. Ồ. Cảm ơn. 3 2 1 Great. Yodi. Not bad, not bad. Ồ, thật ra nếu vậy nó cũng không tệ cho lắm. Thì mình nghĩ thì cái tỷ lệ sát thương nó cần tốt hơn ấy. Ở trong cái đám này có cái nào oin tỷ lệ không cho tao biết này. Thêm lần nữa là mày không oin tỷ lệ mày dục này. Rồi, bỏ này. Mà nhìn nhớ có 3 cái nâng được thôi á. À, cho lần tỷ lệ đi. Không, nó không cho luôn. Vẫn HP. Cái ít nhất nó vô một lần tỷ lệ rồi. Lần nữa đi, lần nữa thôi được rồi. Đó, hợp lý luôn. Ok, cảm ơn bạn vì đã hoàn thành ước nguyện của tôi nha. Lần nữa thôi được rồi, lần nữa. Trời ơi. Giữ vẫn được, ok, giữ vẫn được á. Mà cho tốc độ như vậy. Để tốc độ dày 86 khá là đẹp rồi á. Giờ chúng ta kiếm một cái dày tóc. Vậy là ba cái còn lại chúng ta sẽ lấy dày tóc. Ba cái bụi nhựa này chúng ta sẽ lấy một cái dày tóc và hy vọng là nó sẽ có dòng crit dam ha. Cho nó buộc crit càng tốt ha. Giữ này, cái này giữ tạm thôi nhưng mà nó không tốt lắm thiệt. Cái thứ hai có tỷ lệ bạo cái giữ được luôn, nó vẫn tốt hơn cái hiện tại rồi. Thứ ba này. Ồ, ấy sát thương bạo này đó, cái mình đang cần là cái chúng ta đang cần là cái sát thương bạo này. Ok. Và cái này hy sinh để lấy được 15 tỷ lệ bạo. I mean it's alright like. Nó vô 2 lần kìa, nó cũng không tệ á. Ừ, tính ra thật ra nếu mà nó cũng không tệ. Mà cái này thì sao? Ú, ê khoan lã. Ờ, tiếc vậy. Ê, nhưng mà cái này tốt hơn cái này á. Ok, mình có hai cái dạy tóc, một cái dạy siêu sát thương, một cái dạy siêu tỷ lệ, hơi hai tỷ lệ, một cái dạy hai sát thương. Nếu mà bản thân mình build á thì Mizuki sẽ cầm cái dạy sát thương bạo ha. Sát thương bạo ha. Đâu rồi? Đây, thì nếu mà mình cầm thì Mizuki sẽ cầm cái dạy sát thương bạo này ha.
145 tóc khá rất đẹp luôn, và 86 187, chúng ta đã đạt được chỉ tiêu luôn ha. Vừa đạt chỉ tiêu luôn này, ngon. Vậy sau video thì chúng ta đã nâng cấp được cái tay siêu siêu mạnh cho bạn ấy ha, cộng một cái giày tạm được, giày khá là tạm được. Và cái này thì để Mizuki cân đồ sau, giữa cộng thêm một xíu tỷ lệ bạo so với hai tóc, so với việc là siêu 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 sát thương bạo với lại trừ hai tóc, thì để cái này để Mizuki cân ha. À, thật ra ế mà 86 rồi, từ từ khoan đã 86 vậy đúng không? 84 này đó, vừa đẹp tiêu chí Mizuki đề ra luôn, là 83 trở lên cộng với lại sát thương bạo trên 180 là mình gần sát thương bạo 200 luôn này. Đó, đẹp chưa, đúng chỉ tiêu rồi đấy. Nice, quá đẹp luôn. Ok, và quan trọng nhất là cái ly phong, không biết chừng nào mình có cái ly phong cho môi trời nữa. Ok, thì đó là kết thúc của video lần này. Nếu mà mọi người thích cái video lần này thì mọi người like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Và mọi người có thể gửi ạc cho mình, làm ơn đừng cái ạc đừng quá quá tệ là được, để cho mình có thể mọi người muốn mình farm giùm thì có thể gửi ạc, miễn sao cái ạc không quá tệ. Cộng với việc mọi người cũng có thể gửi ạc cho mình nếu mà mình trap hộ ha. Đó, nói chung là vậy thôi. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.